thôi nó lì lắm, tôi cũng có khéo vậy thôi, với lại không có tiền, tôi nó ở mấy trăm ngàn mà không lo được cho nó, giờ mà không có tiền, tôi nói thôi bây giờ tôi cho là 300 ngàn rồi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì hôm nay là ngày thứ ba, Bùi Hồ cùng với các anh thợ đang tiến hành cái công đoạn tiếp theo, đó là đổ đà cũng như là đổ cái phần dĩ cái nhà vệ sinh đó cô bác quý anh chị, cũng như là đổ đà xung quanh cái ngôi nhà. Rồi sáng nay lật đật thì anh thợ cùng với lại các anh Hùng với lại anh lớn đang trộn bê tông nè. Vì cái điều kiện nó đi xa khó khăn nên là nữ là các anh cũng phải trụng tay nè. Rồi các anh phải vô cái thùng này đổ vòng vòng bê tông đây nè cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ clip này cho cô bác quý anh chị biết về tình hình hiện tại của ngôi nhà của bà cụ cùng với lại ba người cháu của mình ha. Thằng Sáu thì xúc đây. Ủa rồi anh hợp 6 hồ luôn hả? Không chịu làm thợ hả? Các anh thợ làm như thế này thì bà cụ mới nói là các anh thợ làm giỏi quá, làm không có nghỉ ngày nào nữa. Thì anh hợp anh mới nói nghỉ ngày nào là nhớ vợ ngày đó. Sáu tay này chắc nặng lắm anh Hợp ha. Có máy thì nó mau hơn anh Hợp ha. Nó thùng đó. Nó. Mình cứ giác một chút. Vậy là mình anh Hùng giác thôi. Còn hai ông Sáu. À. Trộn bê tông này thì rất là nặng cho nên sao anh không kêu bà cụ ra phụ? À? Không kêu bà cụ ra phụ tiếp. Cái này là mấy mẻ anh hả? Ba bốn mẻ hả? Một cái đống hồ như thế này gọi là một cái mẻ hồ ở miền Tây á, không biết quê của các bạn của các anh chị thì gọi sao. Thì gọi là hết cái mẻ hồ này thì sẽ làm một cái mẻ hồ khác. À, cái mẻ hồ này đầy đủ cái chỗ cái dĩ của nhà vệ sinh không? Không hả? Hai ba mẻ. Hai ba mẻ nữa hả? Rồi cái đà là riêng nữa ha. Anh Hợp ảnh phải làm cái dĩ rồi đổ bê tông ở dưới, tại vì anh nói là không biết địa chất ở đây như thế nào để cho nó đủ độ an toàn á, thì nó không bị lúng cái nhà vệ sinh á, thì phải đổ làm một cái dĩ và đổ cho nó đều hết thì nó mới chắc chắn được. Sáng nay lật đật thì ngủ 5 giờ rưỡi thì anh Hợp ảnh qua anh gõ cửa nói làm nhanh Bùi Hồ ơi, giờ kêu về quá trời. Nhưng mà kêu về thì kêu về, công trình phải chất lượng anh Hợp ha. Sáu cái này không quen là phòng tay á, tại vì thấy mấy anh xúc nhẹ vậy chứ nặng lắm. Biết thấy được, không biết thấy là sốc luôn mà. Là về nhà là cái eo của mình là nó ê luôn đúng không? Nghiêm. Biết thế là mình làm thế anh Hợp, là không được thế người khác vô. Anh Hợp anh cười. Ngày xưa là anh làm thợ hồ là bao nhiêu năm anh mới lên thầu? Bà ổ phụ bao nhiêu năm anh mới lên thợ? Đi có đầu khoảng 3 tháng. 3 tháng là lên thợ luôn hả? Lên bên MT. Tại hồi đó bên thầu xây dựng là bên dòng họ bên thầu lớn á. À. Rồi mình đi theo mình coi quản lý, mình muốn làm. Làm gì mình làm. À. Nó mau vậy, còn như người khác thì người ta đâu có cho làm. Nhưng mà tại vì anh cũng yêu thích cái nghề này đúng không? Anh Hợp cũng chia sẻ là anh cũng trước khi mà anh lên cái chức thầu này là anh cũng phải trải qua nhiều cái nghề khác anh Hợp hả? Hồi đó đi bê trước. Thợ bê thầy vô trước. Rồi mới xong mới qua mình. Thông tin với cô bác quý anh chị là
Và sáng nay thì Bùi Hồ nhận được một tin, đó là một người bà tên là bà Xuyến ở Mỹ á, có gửi cho các anh thợ. Thì Bùi Hồ nói là tổng cộng là có 8 anh thợ, gồm có 5 anh thợ sắt và 3 anh thợ hồ, là 8 anh, là mỗi người nhận được 500.000 đồng. Thì khi nào mà các anh mà đến mà đầy đủ luôn á, thì lúc đó thì sẽ gửi luôn anh hợp ha. Hay là để tại vì khi mà mỗi người được 500.000 đồng thì dư ra một ít nữa, thì để mình làm một cái tiệc nhỏ nhỏ được không? Cũng được. Dạ. Thì mình sẽ có thể là mình sẽ đi ở ngoài, mình sẽ làm một cái tiệc nhỏ nhỏ ở ngoài một hai cái lẩu gì đó, cái anh ăn sau khi hoàn thành ngôi nhà, rồi trao tiền luôn. Anh Hợp thấy sao? Nhưng mà anh là thầu thì lẩu anh trả nha. Tại vì cái từ lẩu với cái từ thầu nó có ớ wow giống nhau á. Hứa rồi đó nha. Rồi luôn. Nói trên mạng mà. Nói trên mạng. Đi tính mới được. Làm cái mấy cái ngày nay thì cũng có mưa gió bất chợt, nhưng mà thấy cái không khí nó cũng mát, tại vì đây cây nó nhiều hơn hợp ha. Cái nhà này ở cô bác quý anh chị, bề ngang thì là 4,5 m, bề dài là 9 m. Tổng cộng cái diện tích ngôi nhà này lớn hơn cả ngôi nhà của chị Dứa luôn. Và thông tin với cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ cũng mới vừa nhận được một thông tin của một chị Thúy ở Mỹ là sẽ ủng hộ tiền cho bà cụ có một cái lao phong. Mừng không anh Hợp ơi? Anh Hợp anh nói nhà mà nó có lao phong như thì nó sẽ gom cái nhà lại, nó sẽ đẹp hơn đúng không? Không có lao phong thì nó vẫn đủ độ mát, tuy nhiên thì nó không có đẹp. Thêm 5 điểm nữa, lao phong mà thêm 5 điểm. Nếu như mà hoàn thành ngôi nhà là không có lao phong là mới có 95 điểm mà. Anh Hợp ơi, với mấy anh thợ là làm như thế này bà cụ không có lo nước ngon, chỉ có trà đá thôi, có buồn không? Không được rồi, không, là đúng không? Chưa có cà phê. Có cà phê ha. Nhưng mà thấy già cả rồi thôi. Mình tự túc đi. Tới đừng mua nữa. Khổ quá. Dạ. Dành tiền nó lo cho con cháu đi. Dạ. Khổ lắm. Ngày bán có 150.000 mấy anh thợ nói. Đầu 4 năm ly cà phê thì cũng 40-50.000 rồi. Đúng rồi. Hả? 60 tấm. 60 tờ giấy số thôi. Là 60.000. Bà qua đây đi bà. Đằng này sáng người ta không có rồi. Cà phê không có tốn tiền. Bà qua đây bà. Đằng này sáng. Bà là bà nói sao? Nhà cà phê không có tốn tiền. Vậy thôi uống cà phê sữa cho tốn tiền. Không có luôn, không có tốn sữa cái gì, không có. Thiệt, nó không có tốn tiền. Chứ sao không, con nhỏ em nó tài trợ, nó ủng hộ cho. Em nào tài trợ cà phê ở đâu? Dạ, quán cà phê nó nổi bán ngon lắm. Phải tài trợ thiệt không? Không thiệt mà tài trợ thiệt mà không có lắm. Sao biết, sao tao biết tao tài trợ? Tự khoe nó mấy chú cho cái nhà. À. Nó mấy chú cho cái nhà. Anh đi bố giùm luôn á, chị đó luôn á. À. Chị đó tài trợ hả? Dạ, tài trợ cà phê luôn, nó uống thì nó uống biêu dạ con. Là chủ quán đó là hứa tài trợ cà phê đâu, uống cà phê sữa là thêm tiền đúng không? Uống thêm luôn. Không. Uống thêm luôn, tài trợ luôn. Mà tội gì cũng thường thường đàn ông ta hay uống cà phê đá. Ờ. Chứ đâu uống cà phê sữa. Ờ. Mà mấy ông này ổng BD lắm. Ổng BD hả? Dạ. Không có đâu, đàn ông mà. Cô, hẹn qua đây đi cô. Có ba anh thợ. Vài ngày nữa sẽ có thêm 5 anh thợ nữa. Mùi ông nó cũng đẹp. Qua đây bà. Đây nè. Rồi thấy mấy ông thợ làm sao bà? Rồi nhiệt tình quá trời luôn. Tâm thiết mà làm luôn á. Làm không nghỉ tay. Làm không có nệ tâm nệ gì hết. Làm như xây nhà cho mình vậy đó. Dạ. Mình quá. Mấy chú này nhiệt quyết dữ lắm. Nhiệt quyết lắm. Rồi tối ngủ được không bà? Dạ được, ngủ yên. Ngủ yên. Mai mốt có nhà mới ngủ còn yên nữa. À, ngủ chắc là miếng đi quá. Dạ. Ngủ chắc là miếng đi dậy quá. Làm miếng đi vậy? Dậy á, dậy đi bán á. À. Trễ quá. Hôm nay bà bán được nhiêu tờ vé số á? Hôm nay không có bán. Thằng đại lý nó vé số ít quá. Nó không phải thứ bảy bán. Dạ. Hôm nay nghỉ. Sắp sửa có ngày nhà mới mừng dữ lắm. Bữa nay cười. Nay cười hổng gài khóc không? Con nghe hàng xóm ở đây ai cũng biết bà xây nhà bà đi khoe hả? À, mừng quá khoe. Khoe sao? Nói ở trong sách sửa có nhà mới này đó. Mấy người nó tiền đâu mà sách. Nó không có, mấy chú nó cho à.
à, mấy chú nó kêu gọi mấy cô mấy bác ở trong nước và ngoài nước cho cái nhà. Mấy chú là Phật Pháp, mấy chú là ông Phật. Mấy người nói trời ơi, cũng mừng cho bà. Khổ quá được cái nhà mình nè. Khỏi ở đậu nữa nè. Rồi không ở đậu nữa, nói nhà có ở không hay đi nữa. Dạ không? Dạ. Mấy bà sợ nữa mai mốt em nó về không cho ở đó. Nhưng mà em út thì thấy bà không có nhà thì cũng cho ta túc, cũng cảm ơn cậu nhiều. Tuy nhiên thì cái gì con nó cũng phải có cái do không gian riêng tư để nuôi cháu mình thì nó sẽ ổn định hơn. Và đặc biệt là thấy cái không gian của bà nấu cơm ăn nó đang nhúm lửa nhem nhuốc ở ngoài bên hông nhà kìa, tí xíu nó quay cho cô bác anh chị thấy luôn. Khói lên ngùng ngục. Bữa nay còn hơi nắng á, hôm qua tính là xào miếng cải mà lỡ nấu nồi cơm rồi, không có xúc ra. Dạ. Chứ thường thường mà mưa quá thì phải làm đồ ăn trong cái nồi cơm điện. Rồi xúc ra rồi mới nấu cơm tiếp. Dạ, bà có tưởng tượng được cái ngôi nhà của mình nó như thế nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Chắc nhà đẹp lắm á. Chắc nhà đẹp lắm. Nhà đẹp lắm. À, bà năm nay là 60 Dạ 60. 60 mà thấy cái gương mặt của bà, cái mái tóc của bà nó lại gọi là nó già hơn cái số tuổi của bà. Mấy người nó chọc á. Mấy người nó hồi nhỏ mà vú khí đá giờ bà già. Hồi nhỏ bà vú khí đá giờ bà già chứ gì. Chắc có thể là lo âu cho cháu nhiều quá. Rồi thành thử là còn cái bệnh ở trong người nữa, nên thành thử là mỗi thứ nó đêm nó không ngủ thì cái gương mặt nó sẽ mau có nếp nhăn nhiều hơn. Bà, con nghe nói là bà tí xíu nữa bà cho bé Tuyền nghỉ học luôn hả? Tại vì không có mấy trăm ngàn hả? Là sao bà cởi con nghe với? Dạ. Nhưng mà không có tiền để đi học hả? Là sao cái ngày đó sao nói con nghe chứ? Nó mưa dầm nhiều quá. Không có tiền bán buôn ế ẩm. Không có tiền. Rồi cái bà cho nghỉ học. Dạ, tính cho nghỉ học á. Rồi có cái chú quán cà phê này nè. Chú nói thôi bà Út ơi, bà cho mấy tiền đi học đi. Chứ bà không cho nhỏ ham học cũng chết, bà cho nó nghỉ rồi nghỉ đó. Chú nói thôi, nó lì lắm, cũng nó khéo vậy thôi. Lại không có tiền, chú nói có mấy trăm ngàn mà không lo được, nó nói trời giờ mà không có tiền, chú nói thôi bây giờ tôi cho là 300 ngàn rồi, chứ để mà cho nó nghỉ học còn niệm đó. Lâu chưa bà, sự việc đó xảy ra lâu chưa? Dạ, mới mùa học. Mới đầu năm đây đúng không? Dạ. Có nghĩa là không có tiền mua cặp áo mới cho bạn dạ. Đi học nên là nữ là bà tính cho nghỉ luôn, tại không có mua quần áo rồi dạ. Sách vở không có đủ tiền. Chú đó thấy cũng thuận nghiệp, chú cho 300 ngàn, chú hỏi bao nhiêu một sách, tôi mới nói là 354 ngàn nè. Chú nói là chú cho là 300 ngàn nè. Rồi bù vô 54 thêm mấy chục á, bà cho nhỏ đi học. Chú nhỏ ham học quá rồi bà cho nó nghỉ nó cũng buồn. Thấy vậy là tôi lập tôi đi mua liền. Chú nói là đi mua liền nha, mua cho tôi thấy nha. Tôi qua bữa sau là tôi đi mua liền, còn có 4 nè, đó là nhập học thôi. Con muốn biết cái cảm xúc của bà như thế nào khi mà bà nói là cháu ơi, bà không có tiền cho con đi học. Thì bà nói như thế nào? Không, tôi không có nói vậy. Tôi nói là con này, bà ngoại giờ bán ế lắm. Giờ sách vở đồ bán hết rồi. Cũng nói khéo với nó thôi. Nó nói, ủa thật này vậy hoài, sao hoài không phải đăng ký rồi mà. Nó nói hoài đăng ký mà giờ hoài quên rồi. Là cái thời điểm tôi nói vậy á. Nó như là hoài không có tiền con. Rồi nó buồn hiu rồi nó đi vô nó cầm mệnh nằm luôn. Ô trời ơi. Nó cầm mệnh nằm luôn. Nó không nói thế nào. Rồi xuống rồi đi bán rồi vô mời quán cà phê đó rồi chú Phong á, chú nó tên Phong. Chú nó mới hỏi ủa mà mua sách vở cho nhỏ cháu ngoại là chưa. Tính cho nó nghỉ học chú Phong rồi. Chú nói ủa sao vậy? Chú mới nói là không có tiền. Chú mới nói là trời có mấy trăm ngàn mà bà lo cho nó uống nổi nữa hả bà Út? Khổ quá chú mà. Mua tập nè, rồi mua sách nè, rồi mua quần áo nè, giày dép nữa. Đủ thứ
nói là tôi cho 300 ngàn là trước khi mà mua cho nó bộ sách đi. Cho nó học là mà bù cho lấy tục là tôi đi mua liền á. Mua là chú về chú soạn quần áo cho nó. Hay là học quần áo cũ luôn? Dạ, quần áo cũ không à. Rồi đó là tôi cho là tôi về tôi mua cho nước tẩy á. Tôi tẩy lại cho nó trắng. Cho nó học. Phải nói là bà ngoại cũng phải bất lực. Chỉ vì không có đủ 300 ngàn để cho con mình nhập học. Bao nhiêu đó thì cũng thấy cô bác của anh chị thấy cũng đủ khó khăn của bà rồi. Làm sao cái anh thở uống vô khi mà một ly cà phê gần có 10 ngàn. Nhưng mà dạ, thiệt không đó? Dạ thiệt. Nói bà nói gạt nói con đâu. Là con giận á. Dạ không có, chú không nói láo đâu. Dạ chú không tin, giận mấy chú hỏi. Dạ dạ. Dạ dạ, không có tốn tiền thì cái anh thở uống thấy ngọt hơn. Dạ. Chứ hổm gạt nói sao mà cà phê chỗ bà cụ đắng quá. Không có đắng đâu, đắng sao không nói, bỏ đường thêm. Đắng không? Đắng là đắng cái vụ kia. Đắng là không tốn tiền, đã khổ khổ rồi mà còn tốn tiền thêm nữa là như vậy. Dạ không có, không có. Là ý con nói là đắng là ở đây là cái anh thợ không nỡ uống. Khi mà bà tưởng đâu là bà cụ mua cà phê, bỏ tiền ra mua cà phê ly 10 ngàn mà bây giờ ngày 6 ly là hết 60 ngàn, bán chạy gồng gã mưa. À bán gồng gã. Không có không có tiền. Nó cháu nó em nó tàn sạo á. Anh Hợp với lại anh Hùng nói sao uống cà phê chỗ bà Út sao đắng quá Bùi Hồn. Nó ủa sao đắng? Ảnh mới nói là uống mà đâu kêu bà cụ đừng có mua mà bà cụ bà cứ đem vô rồi bà nói kêu uống cà phê rồi hoài mà có trà đá là được rồi. Rồi trà đá là mua hết nhiêu nữa? Trà đá hả? Trà thì mua cái bịch gói trà dứa đó, có 20 ngàn nè. Dạ. Uống tới bữa nay. À. Thôi bây giờ mơ mốt là sáng chỉ cần có một cục nước đá được rồi. Rồi nước lạnh ít trà thôi, đừng có nhiều. Uống cho nó thơm cái miệng. Cho thơm thơm miệng. Mấy ông này cũng đâu có cần thơm đâu, không cần uống rượu kìa. Hả? Nói chơi với bà đó. Chứ con giỡn bà cho nó vui. Tại con thấy bà xúc động là nữ là con tụi con nó cũng mũi lòng. Thật ra mấy anh em cũng nãy cũng muốn gương gương lại khi nghe bà kể về cái câu chuyện là không đủ 300 ngàn để cho cháu của mình đi học. Đối với nhiều người thì 300 ngàn nó không đủ một bữa ăn 15 phút cô bác anh chị. Trước đây mà Bùi Hồ có lên Sài Gòn cũng có đi vòng vòng, có một cái quán bánh canh dĩa hè 300 ngàn. Một cái tô bánh canh 300 ngàn không biết nó ngon như thế nào nhưng mà không biết mà thưởng thức một tô bánh canh 300 ngàn ở vỉa hè. Thì đối với một người có điều kiện thì 300 ngàn đó là chục một buổi ăn chơi thôi, nhỏ thôi. Nhưng mà đối với bà cụ thì nó cả một gia tài. Thậm chí là nó là cả một tương lai ở phía trước nữa. Tại nếu như mà bé tiền Tuyết á, bé Tuyết á mà không được đi học á thì tương lai của bé sẽ mịt mờ ngay. Tại vì đâu đó rằng là Tường với lại Tuyết đúng không bà? Tường với lại Tuyết thì là không được đi học rồi. Tuyền chứ, Tường với lại Tuyền không được đi học rồi. Tuyết. Tuyền Tuyết quên hoài, thông cảm của bác của anh chị. Tuyền là bé nhỏ, bé là bé giữa. Dạ. Rồi bé Tường với lại bé Tuyền. Không có Tuyết. Tuyết với Tuyết. Tường. Tuyền. À, thì cãi cái hai bạn không được đi học đi. Bây giờ Tuyền Tiết gì quên quá. Thành nữ là muốn được đi học lắm. Nhưng mà cái việc học nó đã gian dở rồi. Khi mà được gian dở rồi thì cái việc đi học lại là một điều gì đó nó khó khăn. Vì cái tuổi nó đã hút rồi. Bây giờ ước muốn là một làm cô giáo đối với em là nó rất là mịt mù. Không phải nói là như vậy. Nên là nữ là hôm nay chia sẻ cái clip này cũng mong bà dù khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng cho đứa cháu Út còn lại được đến trường. Ít ra thì cũng phải hết lớp cấp 2 để sau này đi học nghề thì cũng đỡ hơn. Làm thẩm mỹ hay là làm gì nó cũng đỡ hơn. Hoặc là có điều kiện hơn tí xíu nữa thì học hết cấp 3 biết đâu là mai mốt làm được một việc gì khác là giúp bà đổi đời sao. Mà lúc không đó biết bà mày đó. nhưng mà kệ đi. Ngẫm củ tỏi rồi. Ngẫm củ tỏi là sao? Chết quen quá. Con tưởng đâu ngẫm củ tỏi là sao, con đâu hiểu từ ngẫm củ tỏi đâu. thương, nói chung là thương. Sáng nay các anh em cũng cùng với các anh thợ nè cũng tập trung tại chỗ này để chia sẻ cập nhật tình hình về ngôi nhà của bà cụ. Nhưng đâu đó gần nghe cái câu chuyện vì 300 ngàn mà không được đến trường thì nó lại tiếc hơn. Và anh em của tụi mình thì cũng muốn lan rộng cái hình ảnh này, một cái câu chuyện của
một người nghèo nó bí bách như thế nào. Thậm chí ngôi nhà sập mà còn lại có hai cây cột thôi, đồ để dắt ngang dắt dọc gì để mà phơi. Nhà vệ sinh thì chỉ có một tấm tôn, nó mua thêm tấm còn lại cũng không đủ, nói chi là tiền ăn uống. Thì hôm nay con thấy bà như nhăn nhúm cái lửa ở kế bên đúng không? Sáng nay là bà nấu gì, món gì á? Dạ, mua cái đậu xào ăn với nước tương. À, đậu que ha. Dạ. Là nhiêu tiền? Dạ, 15 nghìn. Là xào ăn với nước tương, có thạch hà gì không? Dạ. Cho con Hùng vô vài trứng hộp vịt nữa mấy bà cháu mình ăn. Sao cười? Đã là con lợi hơn á, tại vì bữa cơm con tới 25 ngàn hơn, hơn ba anh em Hùng lợi trứng vịt là ba anh em là hai gì ăn tiệm là có bảy, tới 75 ngàn Hùng, ba trứng có 15 ngàn à. Rồi sao chịu không? Dạ chịu. Thiệt không? Dạ chịu. Lỗ rồi sao? Lỗ chịu. Chịu mà có buồn không? Dạ không. Sao không buồn bà? Được ăn chung là vui. Được ăn chung là vui. Nhưng mà ăn cơm đạm bạc cũng vui ha. Dạ. Nó chơi bà lo cho cháu là vui, chứ con qua chỗ cái bếp lửa đi. Dạ. Cũng thông tin với cô bác anh chị là chọc cho bà vui thôi chứ. Thấy bà ăn uống nó cũng tội nghiệp, vì cái việc ăn uống nó kham khổ quá nên cái hình dáng của bà nó cũng gầy guộc đi, và thậm chí là rất là bà đang nhóm lửa đây đó hả? Bà con không biết là mấy ngày mưa thì sao? Đã mưa đùm lại, đã ngày trùm. À, nấu chưa bà? Đã nấu rồi. Nấu rồi đó hả? Đã. Rồi xào đồ rồi. Đã, xào đậu rồi. Xào đậu rồi. Rồi mấy giờ bà ăn cơm? Đã nấu bỏ đó, rồi thối nè. Nhưng mà thường là mình ăn cơm sớm không? Tôi thì tới chiều tôi mới ăn, tới tối mới ăn. Còn mấy đứa nhỏ thì nấu bỏ đó, khi nó đói thì đừng nào nó múc nó ăn giờ đó. À, ngồi xuống tí xíu à. Cái bếp củi này chắc có lẽ là cô bác quý anh chị ở nước ngoài thì cũng bây giờ cũng hiếm gặp cái hình ảnh mà nhóm củi lửa như thế này đúng không? Nó cũng bể rồi. Dạ. Bỏ hết lại rồi. Dạ. Bể hết rồi nè. Dạ. Nhưng mà cái hình ảnh nhóm củi lửa này anh Đồng, nấu cơm ăn ngon lắm. Thơm cái mùi khói bếp á. Người ta nói hỏi tại sao là nấu bếp ga nó lại không ngon bằng nấu cơm củi. Đơn giản là cái mùi khói bếp á, cái khói của từ cái than cái lửa lên nó sẽ làm cho cái nồi cơm nó ngon hơn. Và khi mà nấu cơm củi nó sẽ có cơm cháy, nó sẽ ngon hơn. Giống như mà nướng cá lóc á, mà nướng rơm thì nó sẽ ngon hơn nướng bằng những cái khác. Lý do là cái mùi thơm của rơm gà nó bốc vô cái mùi cá lóc thì nó cũng ngon. Mà con muốn biết cái câu chuyện, bỏ cái câu chuyện bếp củi sang bên đi, bây giờ con muốn biết là những ngày mưa gió thì như thế nào? Dạ mưa, nếu mà mưa dầm quá thì mình làm cái đơn sơ một món thôi, rồi bỏ vô cái nồi cơm điện đó. Ừ. nấu xong rồi chút ra. Chút ra rồi mình rửa nó sạch rồi mình mới nấu cơm. Dạ. Còn đồ ăn thì đồ ăn đó, đồ ăn mình nấu trong đó là mình chút ra. À, mình đâu có cái bếp ga bự đúng không? Dạ không, cái bếp nó hư hết rồi. Bếp ga mini cũng hư hết rồi. Dạ, hư rồi, bếp điện từ của thằng chú ngoại nó cũng hư luôn. Dạ. Bà có cần cái bếp ga bự không? Dạ, đâu có tiền. Ừ, mua trả góp. Mua thiếu đi. Dạ. Mấy ông này cũng ăn dữ lắm, mua thiếu nấu nhiều cho không ăn luôn. Dạ. Không. Chọc bà cụ, nhưng mà ở đây không phải là mình nói những cái nào mà nó xúc phạm cho bà, nhưng mà góc độ nào đó thì mình thấy được cái sự chân thành của bà, và đặc biệt là bà rất là chân thật đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Nhưng mà hồi sớm là bà nói ở phía trước á, nhưng mà khiến cho anh cũng phải rưng nước mắt á. Không phải là bà bất lực mà 300 ngàn lo cho cháu không nổi, nhưng mà bà cũng nói rõ là trong những ngày mưa bão bà không đi bán được. Chỉ nghe một câu đó mà anh rưng nước mắt luôn. Bởi vì trong những ngày vừa qua là mưa bão dữ lắm, rồi những ngày đó bà đâu có đi bán vé số được đâu mà dành dụm để mà được 300 ngàn rồi mua tập mua vở cho cháu đến trường. Chứ không phải bà bất lực. Mấy bữa đó ôm bán không hết, chị ôm mưa gió rồi ôm lại. Ngày hôm nay là bà còn được nhiêu tiền á? Dạ. Hôm nay bà còn được nhiêu tiền? Dạ còn 200 mấy nè, còn từ vé số thì đặt ở dưới rồi. Là vé chú cho 2 triệu á. Dạ. Là tôi giờ tôi không có lấy vé số thiếu nữa. À. Mình đưa dưới đó mình lấy 132 tờ thì trả tiền luôn. Ừ. Là có nghĩa là hôm trước thì lấy gối đầu, lấy thiếu. Dạ. Rồi sau đó được... Mình lấy tiền mặt có 88 nè. Dạ, được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân thì bà trả tiền mặt luôn. Dạ.
và từ đó không còn thiếu nữa. Dạ. Chỉ có ôm nó thiếu thôi. Ôm thì ví dụ mình không, bây giờ không có ôm nữa. Bây giờ ôm, giờ mình bán thì mình có cái là ví dụ như mấy cái mối mà nó quen quen á, thì nó có thiếu 5-10 tờ có. Còn trước thì khi nào có mưa rồi mới sợ ôm. Ở nhà của bà cũng không có nồi niêu son chảo gì hết ha cô bác anh chị? Dạ không có. Dạ không có gì á. Đồ mặc của bà mặc trên người là cũng người ta cho luôn không? Người ta cho thôi. Và thậm chí là nhà... cô chú anh chị đây cũng rất thương bà, cũng hiểu được cái hoàn cảnh của bà, nên là nữ mọi người cũng thương. Cái đó là rất là quý. Nên là nữ là cũng thông qua video clip này cũng thay mặt bà cảm ơn cô chú anh chị, rồi cũng cảm ơn anh Phong gì đó, rồi cảm ơn thêm một cái chị gì mà đãi cà phê cho các anh đỡ uống đó, à, thì cũng đó chị Hợp ha. Dạ mai mốt mà cả chị Hợp ơi có xem được clip này mà các anh uống trà đường hay là uống cà phê sữa cái phụ thu thêm mấy anh nha chị. Chứ đừng phụ thu bà cụ tội nghiệp bà. Có đâu, em bé này là nó út đuối ấy, mấy chú mấy anh nó có uống thì chú út nước tiêu đi. Con tài trợ cho không sao đâu. Nhưng mà có quen với bà không? Có thân với bà không? Dạ không có thân gì hết. Cũng như mình bán cái số á, rồi mình vô quán, rồi mình uống. À. Rồi ví dụ như tôi bán cái số rồi tôi mời mấy người đó. Rồi vô thì nó nói này cũng có uống trà đường, nó nhiều khi cũng có cà phê. Rồi lâu ngày vài tháng thì cổ thấy cổ thương. Cái này cũng cho gạo. Dạ, có nghĩa là có coi YouTube đúng không? Chị Hợp đó có coi YouTube đúng không? Có coi YouTube á, có coi trên mạng á. Chắc có. Dạ, nên là nữ mới biết, rồi mới thấy Đồng Tháp xa xôi quá chị. Cũng như là thương bà cụ rồi thương các anh thợ vất vả nữa. Thì cũng thay mặt cho những người ở Đồng Tháp, cảm ơn chị rất là nhiều ha. Chúc chị cùng gia đình cũng như là luôn có một cái sức khỏe dồi dào, đã cùng chung tay để cho bà cụ sớm có một cái ngôi nhà. Và có chị thì các anh mới có một cái sức khỏe để làm được việc nó chạy hơn. Dạ. Chắc có lẽ là cô bác của anh chị cũng sẽ không quên được cái hình ảnh của Út Nhất, một người con hiếu thảo phải nấu cơm cho mẹ mình ăn bằng cơm củi. Và đây là hình ảnh thứ hai là phải nấu cơm củi vì không có điều kiện mua bếp ga. Thì lại thêm những cái hoàn cảnh trước đó như hoàn cảnh của bé Kim Chi ở Hậu Giang. Trong thời gian rất ngắn mà cô bác anh chị, trong vòng hơn một tháng anh một đồng ha. Khoảng một tháng. Mà chúng ta đã chứng kiến những cái câu chuyện của những người khó khăn. Nó hoàn toàn khác nhau. Có người thì đầy đủ anh em. Tuy nhiên thì lại vất vả quá. Có người thì lại như bà cụ muốn làm để lao động để nuôi con cháu nhưng mà lại bất lực. Rồi có hoàn cảnh thì lại thương cháu mình phải chở con cháu mình đi đến trường. Nói chung là anh em mình của tụi mình đó được đi nhiều và được chứng kiến nhiều thì nó sẽ cho anh em mình những cái bài học gì đó về sự trân quý của cuộc sống hơn. Cũng lan tỏa những clip này, mong là cô bác quý anh chị sẽ chia sẻ để cho cộng đồng của người Việt của mình đó, trên khắp thế giới có thể hiểu thêm về người Việt mình thương yêu lẫn nhau như thế nào. Còn bây giờ ra tâm sự với các anh đợi tí xíu mình sẽ kết thúc clip ha. Rồi bye bye bà cụ. Có nói lời nào với lại mấy cô mấy chú ở nước ngoài, nước Mỹ, nước tất cả các Úc rồi tất cả các nước trên thế giới người Việt mình không? Dạ, xin cảm ơn các cô, các bác, các ông, bà, các anh chị em trong nước và ngoài nước. Dạ. Với các em YouTube đã cho tôi được cái nhà, được chung mừng, cho bà cháu được ấm cúng hơn, có một cái chỗ ngủ an lành hơn. Chiều nay hay ngày mai gì đó bà nói với Tường ở nhà một ngày giùm con. Dạ. Để con trực tiếp hỏi Tường về cái câu chuyện học nghề của Tường á. Dạ. Ha. Còn bây giờ con ra gặp. Dạ. Cái anh cái. Dạ, chắc con phải điện cho mẹ nó hay. Cho chú mượn cái ha. Cái này là chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết. Cơm ngon không Tuyền? Dạ. Ngon ha. Này ai xào? Dạ, ngoại. Ngoại xào. Sáng nay con không có nấu hả? Dạ không. Đây là một bữa cơm của bốn bà cháu. Cơm nó không có gì cả, chẳng có một miếng thịt nào, chỉ vài cọng đậu que mà sáng nay bà ngoại của mình đó mua ngoài chợ 15.000. Chắc có lẽ là ăn sáng chiều luôn quá. Dạ. Ăn cả mỗi một buổi như thế, bốn người ăn chỉ có 7.500 đồng thôi cô bác anh chị. Mà bạn em cháu Tiền á ăn rất là ngon lành luôn. Con sao không kêu ngoại mua thịt ăn? Dạ.
Dạ hả? Dạ. Mua thịt ăn đi cho ngon. Dạ hả? Dạ. Thịt mà hôi gì? Hả? Nói vậy chứ thương ha cô bác anh chị. Đây, một bữa cơm của người nghèo thì như thế nào cô bác anh chị cũng hiểu đó. Tại quay thì lúc đang quay về bà cụ á thì cũng tình cờ gặp bé ăn cơm cầm cái tô cơm vừa ăn vừa đi lủi thủi như thế này nè. Không có cái bàn ăn luôn á. Mà ăn rất là sớm nha. Thời điểm bây giờ là chỉ có hơn 9 giờ thôi mà các bé phải ăn cơm trưa. Lý do đơn giản là không có tiền để mà ăn sáng. Tại vì đối với bà cụ thì 10.000 để đi ăn sáng cho các bé là một điều gì đó nó xa xỉ lắm. Sao không xin ngoại tiền đi ăn sáng? Đợi cơm chín ăn. Đợi cơm chín ăn á. Dạ. Dễ thương ghê không? Hả? Thôi con ăn cơm đi, không có làm phiền con nữa ha. Nhưng mà dễ thương lắm. Tao qua đây là mà các anh làm gì là chết em rồi. Làm gì đâu mà các anh nghỉ hoài rồi sao bà cụ biết nào có nhà anh hợp. Hả? Cũng sáng ơi nghỉ mệt nó đổ bê tông mới răng đổ bê tông quốc mập. Anh làm gì là em là công trình của em là phải 3 ngày chứ làm gì kéo ra từng lễ rồi. Ừ, đang đổ bê tông nó mệt, nãy giờ xấu quá mệt. Nhưng mà sợ chết đi chứ. Dạ. Nè nè thông báo với lại các chị là vợ của các anh Hợp, anh Hùng, anh Hớn bây giờ là mấy ông không lo làm, mấy ông đòi nói ở dưới này vui quá, mấy ông còn ở vài ngày nữa nè. Okay, điện thoại về gấp gấp đi. Mệt hả anh Hùng? Nãy giờ. Nói chung mệt thì đổ bê tông thì phải mệt thôi, nó mệt giây lát thôi chứ. Ngồng chờ bó hồ cho nó. Có nghĩa là đang ngâm hồ, ừ. Đang ngâm hồ các bác. Đang ngắm cái để cho nó hồ nó bị hồ nó nở ra đó, coi cho có ngảo nó nở ra nên anh nữ là phải ngồi đợi rồi làm thêm miếng nữa. Đổ này cũng vậy anh Hợp ha. Đổ gần cả tấc luôn á cô bác anh chị, cái này là cái vỉ nè, cái vỉ này sau khi anh xong một cái mẻ hồ nè. Mấy bả rồi? Bả. Ừ. Nó dày lắm. Tại vì anh sợ lúng á. Anh Hợp anh sợ lúng nên thành nữ anh làm một cái vỉ sắt ở dưới này. Đổ luôn luôn cái phần bê tông rồi sau đó mới xây từ từ lên. Rồi sau đó đổ cái phần bê tông ở bên cuốn cái nền nhà nữa. Rồi sau đó là mới xây phần nhà vệ sinh này. Anh Vũ anh sẽ xuống gáp trong vòng 2 ngày là xong. Nói chung là có rất là nhiều cô bác quý chị hỏi tại sao là không xây nhà tường. Thì sau khi hoàn thành ngôi nhà thì Bùi Hồi sẽ giải thích tại sao lại không xây nhà tường cho cô bác quý chị biết luôn. Còn bây giờ thì sự chung tay ủng hộ của quý mạnh thường quân á, thì Bùi Hồi cũng cảm ơn rất là nhiều. Và Bùi Hồi cũng luôn nhận sự ủng hộ của quý mạnh thường quân để cho bà cụ, ít ra là cho bà cụ và ba cháu nó đỡ vất vả hơn. Cũng như là sau khi có một ngôi nhà ấm cúng á. Thôi thì bây giờ chắc đoạn clip cũng đã dài. Cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã quan tâm ủng hộ video của các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Bây giờ cũng nhiều chuyện quá rồi.